Thưa quý vị, với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Đà Nẵng được dự báo là sẽ tăng mạnh. Đà Nẵng tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trong các hoạt động du lịch. Tính đến tháng 4 năm 2022, Đà Nẵng đã có khoảng 1.000 doanh nghiệp du lịch hoạt động trở lại, đạt tỷ lệ hơn 60%, trong đó có 190 đơn vị lữ hành. Một số công ty du lịch lớn cho biết có lượng booking được lấp đầy hoàn toàn vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chủ yếu là khách đoàn của các công ty tổ chức sự kiện cho nhân viên đến từ các tỉnh thành miền Bắc. 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, lượng khách tăng rất là nhiều và hầu như là các dịch vụ ở Đà Nẵng cũng gần như là đã full. Hiện tại người ta đang chọn tour kiểu dạng 3 ngày 2 đêm là Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Ngũ Hành Sơn, Bắc Đảo Sơn Trà là chính. Theo một số công ty lữ hành chuyên khai thác khách quốc tế, đợt này cũng nhận được nhiều khách quốc tế từ thị trường châu Âu đi theo nhóm lẻ với thời gian lưu trú dài ngày. Để khách có thể tận hưởng chuyến đi trọn vẹn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đều đặt vấn đề đảm bảo các tiêu chí an toàn là trên hết. Đối với khách quốc tế thì bọn anh đặt theo tiêu chuẩn 5K của nhà nước chính phủ mình đưa ra, kèm theo là những cái dịch vụ đi kèm, đặc biệt là cái vấn đề lưu trú là cái vấn đề tiên quyết vì nó sẽ phải phù hợp với tính chất khách. Người ta cần những cái dịch vụ cao cấp sau cái thời điểm mà dịch bệnh trải qua thì khi đó bọn anh sẽ xoáy sâu vào cái chất lượng tối ưu về cái đó. Ngoài ra thì một số cái điểm đến như khu vui chơi hoặc là một cái ăn uống, các nhà hàng nó cũng phải đảm bảo theo cái tiêu chuẩn thì khi đó khách hàng mới lựa chọn. Cũng sẽ lưu ý kỹ đến các cái nguồn khách, đối tượng khách liên quan, ví dụ như họ có nóng, sốt, ho, khó thở, về có dấu hiệu thì chúng tôi có bộ phận y tế và các bạn chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ hướng dẫn với khách để test nhanh tại chỗ, cái để chúng tôi sàng lọc ra những cái đối tượng khách có thể F0, và chúng tôi có một cái khu vực phòng đệm để hỗ trợ khách hàng đối với những cái khách F0 đấy, để tạm thời di chuyển khách về cái khu vực phòng đệm đấy để khách có thể tạm thời lưu trú ở đó hoặc là đưa đi điều trị. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, dự báo du khách đến tham quan du lịch Đà Nẵng sẽ tăng cao, đồng thời lượng khách đi du lịch sớm trước lễ cũng có sự gia tăng đáng kể. Công suất phòng khu khách sạn resort 4 đến 5 sao dự kiến đạt 70 đến 75%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90% và có khoảng 1.000 khách đã đặt các combo kích cầu du lịch Đà Nẵng. Để đáp ứng phục vụ du khách tốt trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp đến, Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách, trong đó chú trọng đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động du lịch trong dịp lễ. Đây sẽ là thời điểm vàng để Đà Nẵng khôi phục lại lượng khách du lịch, tạo đà cho đợt hè sắp đến và cuối năm.